Hello mọi người, mình đang có mặt tại thành phố Thái Nguyên City. Thành phố Thái Nguyên là một trong những thành phố trung tâm của miền núi phía Bắc, rất gần với Hà Nội. Mình đang đứng ở tòa nhà Thái Nguyên Tower, nhìn ra phía bên này là chợ Thái mọi người ạ. Bên cạnh chợ Thái là có một cái trung tâm thương mại Phú Quý Thăng Long và đường Bến Tượng. Đấy, đường Bến Tượng đang chạy thẳng lên chân cầu Bến Tượng đây. Đây là cầu Bến Tượng. Đấy, đây là một cái ngã tư có đèn xe lên đỏ. Rất buổi tối rất là đẹp. Bên này là chỗ tối này là nhà thi đấu, trung tâm dịch vụ tổ chức và thi đấu, đang trong quá trình gọi là cải tạo lại nên là điện tối. Đây là khu dân cư và bên cái tòa nhà cái mái tối này là trung tâm văn hóa tỉnh, trung tâm hội nghị của tỉnh, và kia là quảng trường Võ Nguyên Giáp, có cột cờ và cái cầu mang tên là cầu Gia Bảy. Hôm nay trời rất là đẹp, trên bầu trời còn có cả ánh trăng. Quảng trường à, mình zoom lại gần một chút nhé. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Cái cầu Gia Bảy lại đổi màu, có cột cờ đấy, xanh đỏ tím vàng các bạn nhé. Bà con đi chơi này, ô tô đỗ rất là nhiều này. Bên này có một cái tháp kia là khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tòa nhà cao tầng là chung cư Tích Cô Phú Liên và tòa tháp đôi. Đấy, các bạn xem thấy đẹp không? Chỉ mình xin một subscribe. Welcome to my channel. Các bạn ở Thái Nguyên lâu hay đi xa có nhớ về Thái Nguyên không? Thành phố đang trong đà phát triển rất là mạnh, rất là nhanh. Tới đây chỉ có phố đi bộ ở khu gần khu vực quảng trường này. Và cái phía tối hơn đấy là phía bên hướng Túc Duyên, Lý Sơn, Đồng Hỷ. Mọi người thấy đẹp, hộ cho mình xin một like, một subscribe các bạn. Đứng ở đây cũng thấy được khu Danco này. Đấy, cái tòa nhà có cái chấm xanh ở giữa màn hình đấy là cái tòa nhà của Danco Plaza, có cái tháp nháy này. Phía sau cái tòa nhà cao tầng gần màn hình. Mọi người, hẹn các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn. Các bạn không quên cho mình xin một like, subscribe các bạn nha. Thank you mọi người rất nhiều. Chúc mọi người luôn luôn gặp nhiều niềm vui và may mắn. Cảm ơn mọi người.